Xin chào các bác, các anh em. Mời các bác, các anh em xem qua không gian nhà tôi nhé. Đây là cây bưởi ở trong vườn nhà này. Các bác, các anh em xem qua một số cây ở trên sân vườn. Sau đó tôi sẽ báo giá một số cây. Đảm bảo cái giá cũng sẽ rất hợp lý để các bác, các anh em dễ giao lưu nhé. Đây là một cây si này. Si bây giờ đang là hàng hot. Cây si này được trồng ở trong một cái khay mỏng. Tôi báo luôn kích thước nhé. Kích thước ở điểm này này. Kích thước điểm này tôi đo được là 55 ở điểm này nhé. Còn là chân đế của nó thì còn rộng hơn nhiều này. Chân đế cái này khá đẹp nhé. Nó xem chân đế của nó này. Nó trải ra khá đẹp nhé. Và các bác xem độ già của nó này. Cây thì cực kỳ già rồi nhé. Ngọn của nó rất là già này. Và hai cái tay chính của nó cũng rất là lực này. Lực và già. Bác xem hai cái tay chính của nó này. Đây tay chính của nó nữa này. Cũng rất lực và già rồi nhé. Các bác xem này. Cực kỳ già rồi nhé. Chiều cao của nó các bác xem này. Một gang này. Hai gang này. Nếu hoàn thiện cây này vào khoảng 50 các bác nhé. Hoàn thiện thì chiều cao của nó khoảng 50. Hiện nay nó cao khoảng 40. Một cây có hoành thân 55 hoàn thiện vào 50 là một cây si cũng rất là lồn lực. Quan trọng là tổng dáng của nó đẹp. Và cây này thì cơ bản thì gần ổn rồi. Tay cành cũng được giật rất là kỹ các bác nhé. Xem này. Giật quá kỹ luôn. Tôi cũng làm rất lâu rồi. Và ngọn thì cũng sẵn rồi nhé. Chỉ việc dựng lên là xong nhé. Rồi cây này vào làm ngọn là ok này. Làm ngọn thì cực kỳ nhanh. Cơ bản tay 1, tay 2 nó lực rồi. Cũng đủ chi rồi. Chỉ việc uốn tỉa và cắt giật cho nó dày răm là ok. Bác xem kỹ cây si này nhá. Chân đế của nó đẹp này. Tương lai cái rễ này nó mọc ra thì rễ nó kín mặt chậu, chân đế nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Bác xem kỹ cái độ già của nó này. Già kinh khủng luôn này. Cây quá là già. Cây này thì chơi được cả hai chiều nhá. Bác xem này. Lưu cục này. Và đây là cái vết cắt bỏ cái cành nhé. Chứ không phải đục đẽo gì đâu nhé. Bác xem này. Cái vết cắt nó đang bo sẹo này. Chỉ một năm nữa là cái sẹo nó liền rồi. Tổng dáng đẹp. Đây có 3 cái si nhé. Thì tôi báo giá cả bộ 3 cây này là 15 triệu. 15 triệu 3 cây si này nhé. Và trên thị trường một cây lùn lực ba vai mà đẹp như này, tôi nghĩ là cái giá của nó cũng đã tới 15 triệu rồi. Ở đây các bác mua 15 triệu được cả 3 cây nhé. Một cái giá cực kỳ hợp lý. Cây này thì càng chơi càng ra tiền. Chỉ vài năm nữa thôi thì giá trị của nó lên rất là nhiều. Cây tiếp theo này. Bác xem cái này trước nhé. Đây cũng là tác phẩm si lùn lực. Tương lai sẽ là một cây si lùn lực cực kỳ đẹp đây. Chân đế của nó này. Cây này thì không được già như cái kia. Cái kia thì quá là già. Nhưng cây này tương lai cũng sẽ là một cây rất là đẹp đây. Cây lùn lực rất đẹp. Xem mấy chất lá của nó này. Lá khi nó non nó đỏ tía, xong dần nó chuyển sang màu xanh này. Nó non nó đỏ tía nhé, xong nó chuyển dần sang màu xanh. Hoành ở điểm này khoảng trên 40 một chút nhé. Kích thước cũng không nhỏ. Bác xem kỹ các chiều này. Hiện nay thì rễ đang ra rất là khỏe này. Rễ ra cực kỳ khỏe luôn. Chỉ một năm nữa thôi thì rễ nó kín mặt chậu. Sau này rễ phải lọc quả bớt. Nó nhiều quá phải lọc quả bớt. Lấy những cái chính thôi.
một năm nữa thì cái rễ này nó tạo một cái chân bệ rất là đẹp này. 15 triệu các bác được cả 3 cây si, cực kỳ đẹp, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Cây này vài năm nữa cũng ra rất là nhiều tiền đây. Đây có một cây si ba vai nữa này. Cây này so với hai cây kia nó kém hơn, nhưng cũng là một cây có tương lai. Cây này tương đối già thôi, không có già lắm. Các bác xem này, hoành của thân nhé, gần 2 gang. Các bác xem thêm bộ ba cây dưới nhá. Bộ ba này cũng sắp hoàn thiện rồi. Chút nữa tôi sẽ tỉa qua một chút thì các bác xem nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Đây là một cái cây mà cắm cành, không cần độ côn, cả đi dây uốn tỉa rồi là lên chậu thì mất vài chục phút là xong. Nhưng làm một cây cắt giật như này mất rất nhiều năm các bác nhá. Mỗi người một thú chơi. Có người thì mẫn mì ăn liền, thì đi dây rồi là uốn không cần cắt giật, chỉ có vài chục phút là được một cây. Nhưng làm kiểu này mất nhiều năm các bác nhá. Xem qua này, cây dưới này đang ra rất là nhiều hoa. Hoa nó rất nhiều nhá. Và cây cũng rất là già rồi. Cây ấy đang ra quả này. Quả của nó này. Những cái quả chín mới rộng này. Đấy, quả của nó này. Nó có cỏ hoa các bác nhá. Cây này thì có cỏ hoa và quả nhá. Bác xem này, hoa của nó này. Hoa của nó này. Quả nhỏ nhé. Quả nhỏ rất là nhiều nhé. Đúng nó chín vàng rất là đẹp. Cây này cũng được làm theo lối cắt giật. Cả ba cây này được làm theo lối cắt giật các bác nhé. Tốn rất nhiều năm. Và trước đây tôi quay cái cây này là lúc nó còn sơ sát, còn chưa có gì. Và lúc đó thì nó là cây dáng trực. Và tôi chuyển dáng hai cây này thành cây dáng huyền. Lúc quay cây này dáng trực thì tay cành nó chưa có gì nhé. Tôi cũng làm mất thời gian khá dài rồi, chuyển từ cây dáng trực và làm rất là lâu mới được cây như này. Và đây là cây ở giữa này. Cây này cũng đang ra hoa này. Bác xem chùm hoa của nó này. Những cây to mà người ôm thì tôi cũng giao dịch khá là nhiều rồi. Có mấy cây này nó cũng nhỏ nhỏ, làm mà chủ yếu để chơi. Nếu các bác các anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ theo số điện thoại ở đầu video nhé, tôi sẽ báo giá sau. Hiện nay thì bộ ba này tôi chưa báo giá vì còn đang làm. Tuy nhiên nếu các bác nào hợp nhãn thì tôi cũng sẵn sàng nhường lại, và giá cả thì sẽ thương lượng, đảm bảo cũng rất là hợp lý. Cây này kích thước cũng tương đối này, gốc rất là đẹp này. Chút nữa tôi tỉa qua một chút sẽ quay lại cho các bác xem nhé, bác xem tiếp nhé. Ba cây dưới tôi đã tỉa xong này. Bây giờ các bác xem kỹ từng cây nhé. Vẫn còn một số quả này. Như cái cành này, muốn làm theo kiểu mì ăn liền thì đi dây nắn như này. Chạy nó cong cái này một chút là xong này. Tuy nhiên cái này cần phải giật lại này. Lại phải chờ thêm thời gian để nó ổn nhé. Một tay cầm máy quay, một tay cắt giật này. Để làm lại cái ngọn này nhé. Xem này. Cây cũng rất già rồi nhé. Thân nó biến rất đẹp như này. Hoành điểm này nó khoảng 40 nhé. Trên 40 một chút. Cây ở giữa này. Cây này cần phải làm nhiều hơn. Cơ bản thì là cốt cây đã ổn rồi.
chỉ làm cho bông dăm nó mịn thôi. Kề là cây dáng trực. Đây là cây dáng huyền nữa này. Cây này thì bông dăm thì cũng khá mịn rồi. Cũng xong tới trên 90% rồi. Rễ của nó rất là nghịch này. Cái này tôi làm giật rất là kỹ nhé. Mà xem này. Những cái vết giật chuyển hướng này. Cái vết giật để chuyển hướng nhé. Giật đây này. Để chuyển hướng này. Một số cây trên vườn nhà và thông tin về giá đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.